Xin chào bạn, tôi Tú Phan đã nhận bạn trên trang web là phankimtu.com. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái phần mềm dùng để hỗ trợ cho cái việc mà làm những cái hiệu ứng như cháy nổ, mưa, phép thuật các bạn cho game 2D ha. Thì nói về làm chuyển động cho nhân vật đó thì chúng ta sẽ có được cái phần mềm SpeedDraw này, tôi mới hướng dẫn bạn rồi. Rồi cùng tương tự đó thì bạn có cái phần mềm Aspy, phần mềm này chắc rất là thông dụng rồi. Hầu như là bạn nào làm những cái tài nguyên cho game 2D thì đều biết phần mềm Aspy này, làm hoạt hình cho game 2D thôi. Thì video này chúng ta sẽ nói về cái phần mềm Pixel FX Designer bạn, không tạo hướng cháy nổ, mưa gió rồi nè cho game 2D. Thì phần mềm này thì mua ở đâu? Bạn có thể là mua từ trên Steam này bạn, nó sẽ rẻ hơn, rẻ. Phần mềm này hiện tại đang bán với cái giá là trên Steam nè, Pixel FX Designer là giá như là 188.000 đồng, tương đối là rẻ ha. Rồi thì đây là cái demo giới thiệu cái sản phẩm nè, giới thiệu cái phần mềm nè, nó cho tạo những hiệu ứng cháy nổ rồi lửa hay là những tia sét, tia điện gì đó, mưa gió đó, khói bụi đó. Nó đây là những cái phần demo ha. Thì cái phần mềm này nó dùng cũng tạm ổn thôi bạn, chứ không phải là xuất sắc gì, tạm ổn thôi. Phần mềm này nó cũng không có phím tắt gì nhiều, với lại là nó cũng tương đối đơn giản nên tôi hướng dẫn bạn chỉ một video này chắc các bạn sẽ làm được thôi. Nhưng mà để dễ cho các bạn hơn á thì tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái file chứa hết những cái dự án mà ta làm những cái hiệu ứng này nè bạn. Bạn tải cái file đó ở phía dưới cái video này á, trong phần mô tả video trên YouTube á, bạn tải về, bạn giải nén ra thì bạn sẽ được một cái những cái file bên trong như thế này. Rồi đối với cái phần mềm này á, khi bạn lưu lại á, bạn lưu cái dự án nó lại á, thì nó sẽ có cái tên nó có cái đuôi chấm là BBD, thấy chưa? Có cái đuôi chấm BBD đó. Thì đây là tất cả những cái file mà tôi làm sẵn cái chuyển động mà bạn thấy trên màn hình nè, nó những hiệu ứng này nghĩa là có sẵn hết rồi. Các bạn chỉ việc là nhấn Open để mở những cái file này lên thôi. Lưu ý ha, những cái file dự án project chúng ta là có tên là .bbd. Rồi kèm theo đó là trong cái thư mục mà bạn giải nén ra, nó sẽ có luôn những cái bức ảnh GIF. Ảnh GIF là bạn GIF nè, là những bức ảnh mà nó chuyển động á, ta gọi là ảnh GIF. Đây là những cái demo trước những cái file này cho bạn xem thử thôi. Ví dụ như bạn tôi chọn đại thử một cái nào tôi bật lên cho bạn xem ha. Bạn xem cái gì hơi khó, bạn hãy chọn view, bạn chọn to lên cho dễ nhìn. Đó. Như tôi chọn hiệu ứng lửa nè. Đây là một cái file định dạng GIF ha. Định dạng GIF là định dạng ảnh mà nó có chuyển động á. Ta gọi định dạng ảnh GIF. Thấy chưa? Ảnh GIF nè. Có đuôi chấm GIF đây. Tôi để gì chi? Để cho các bạn xem trước được là cái file chúng ta là nó có kết quả như thế nào, để bạn ví dụ như bạn muốn sử dụng cái mẫu này thì bạn hãy xem trước cái kết quả chúng ta là ví dụ như là dùng cái file này thì nó sẽ ra được cái hiệu ứng này. Hiệu ứng bokeh nè. Nó thì cái file chúng ta có cái đuôi có tên chấm là bokeh nè. Bokeh ha, thì bạn hãy xem lên trên cái phần mà danh sách chúng ta nè, những cái file mà tôi chia sẻ bạn làm sẵn hết trơn cho bạn hết trơn là dễ lắm. Bạn chỉ kiếm lên cái file này tương ứng với cái tên bên dưới thôi, ví dụ như cái file bokeh nè, nó thấy chưa, đây là cái project chúng ta, dự án ta nè. Rồi tôi lấy một ví dụ ha, giả sử như đầu tiên bạn mở cái phần mềm lên đi. Tôi mở phần mềm lên nó nè, hello ta, cái phần mềm của bạn đây, bạn mở lên thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Nó sẽ có giao diện như thế này bạn, thấy chưa? Thì đầu tiên tôi hướng dẫn bạn cái cách dễ trước ha. Các bạn trước tiên các bạn cứ sử dụng những cái file mẫu của tôi đi, rồi sau đó các bạn rành rồi thì bạn hãy tự chỉnh sửa thêm cái gì nữa tùy các bạn. Đầu tiên bạn mở những file mẫu của tôi chia sẻ, bạn là những file nêu là tạo mới cái project ha, cái dự án ta, save là lưu lại, load là lấy lại cái file mà tôi chia sẻ các bạn á. Rồi bạn coi cái đường dẫn đến cái file tôi chia sẻ bạn nằm ở đâu ta, đâu mất tiêu rồi. Đây cái file tôi chia sẻ bạn đây, nó đây nè ha, rất là nhiều ha, chọn bất kỳ cái file nào cũng được. Có cái đuôi chấm ppd là cái project chúng ta đó. Rồi tôi lấy ví dụ tôi mở một cái file nào đó bất kỳ mà, rồi tôi chọn cái file vụ nổ đi, thì bạn hãy thử xem thử những cái mà cái file ảnh GIF tôi bên dưới á. Bạn coi những cái ảnh GIF á, ảnh cái hiệu ứng chuyển động nào bạn thích á thì bạn có thể mở cái file đó lên. Ví dụ ha, dụ như hồi nãy tôi nói các bạn rồi, bạn xem trong cái trên nè, trong đây có thấy cái hiệu ứng nào đó hay thì bạn ví dụ như bạn thích cái hiệu ứng này đi, hiệu ứng lửa nó bay nè, hiệu ứng này đi, pixel chặt in nè, rồi hiệu ứng mà giống như mà cái một cái người mà dùng để tích tụ con robot đó tích tụ năng lượng á. Rồi bạn hãy xem trong cái dự án ta có tên là giống tên gì nè, tên này nè, Pixel Charging nè, là đang sạc pin á. Rồi bạn click cho mở dưới đây, open.
Rồi khi bạn mở lên bạn thấy nó chưa có gì đúng không? Tại vì bạn chưa có nhấn nút play, đây là cái nút play nè. Đó. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đây là các file tôi làm sẵn rồi, trên là bạn chỉ việc mở lên dùng thôi. Rồi các bạn có muốn chỉnh sửa gì đó, thì một chút các bạn có kiến thức học rồi thì bạn hãy chỉnh sửa thêm. Nè cái kết quả của ta nè. Thì cái kết quả ta sẽ ra được cái ô mà đây nè bạn. Cái ô mà có cái chữ là pixel render, nghĩa là render ra những cái dạng hình ảnh như thế này nè, những cái ô pixel đơn giản như này, chứ không phải là sắc nét bên tay trái nè, bên tay trái là không phải, mà render ra đây nè. Chút tôi chỉ bạn render luôn. Rồi giờ tôi sẽ nói giới thiệu sơ cho bạn về cái phần mềm này ha. Ví dụ đầu tiên là tôi nhấn file, tôi nhấn new đi. Tôi tạo mới một cái dự án ha. Rồi đó là cái đó là nãy giờ tôi hướng dẫn các bạn á, là cho các bạn biết là chúng ta sử dụng cái nguồn tài nguyên của tôi chia sẻ cái dự án tại như thế nào, lựa những cái nào đó phù hợp với cái bạn, những hiệu ứng nào đó phù hợp với cái mục đích của bạn cho nó mau, cho nó đỡ mất thời gian. Là chúng ta lựa dựa trên những cái file gip mà tôi đặt tên sẵn nè, thì từ những file gip này đó thì bạn hãy lựa lại những cái file mà .bbd này cho nhanh, lưu ý ha. Rồi hoặc là bạn hãy xem trực tiếp từ trên cái trang web của tôi á, trang web của tôi này, và trong đây nè tôi cũng có để hình như là chia sẻ hai cái thư video, hai cái video ban đầu các bạn, hai video về demo cho bạn xem thử cái kết quả trước ha. Đó, nhưng mà cái này nó không có để tên thì bạn không biết được tới cái hiệu ứng nào, bạn chỉ xem được liên tục hết tất cả những cái hiệu ứng thôi, hiệu ứng mà chúng ta có thể làm được. Ok ha, hiệu ứng khói lửa nè, bokeh nè. Rồi bây giờ ta sẽ hướng dẫn các bạn cái cách chúng ta sẽ chỉnh sửa hoặc là tạo mới từ đầu một cái dự án ta tìm hiểu cái phần mềm này. Tại vì nãy giờ các bạn chỉ mới sử dụng những cái file có sẵn thôi, giờ chúng ta làm mới ha. Thì như ta nói rồi, đầu tiên bạn nhấn file, nhấn new là để tạo mới một cái project chúng ta. Sau khi tạo mới rồi thì bạn hãy lưu lại cái file này, có thể nhấn file save nè để lưu lại. Lưu vậy đến cái vị trí nào đó cũng được, bạn đặt tên. Và lưu ý là cái file chúng ta sẽ có định dạng .bb bbd các bạn ha. Nãy giờ bbd. Rồi lưu lại. Còn muốn lấy lại cái file cũ là nhấn load. Rồi thì đầu tiên bạn sẽ thấy là nó chưa có gì đúng không? Đây nó sẽ có ba cái ô vuông nè, ô bên trái, ô giữa với ô bên tay phải. Thì chúng ta sẽ làm việc với hai ô này, ô trái vô giữa trước để chúng ta làm, còn bên tay ô tới cuối cùng khi nào chúng ta render ra kết quả cuối chúng ta mới thực hiện render thôi. Ô này nè. Rồi đầu tiên bạn nhấn cái nút play đây nè bạn. Lưu ý trong cái phần mềm này khi bạn di chuyển đến một cái nút nào đó, nó sẽ có cái dòng trên đây nè bạn, cái dòng chỗ này nè, nó sẽ hướng dẫn các bạn bằng tiếng Anh ha, cái dòng này nè, biết được tính năng của cái nút đó. Ví dụ tôi đang để cái nút play trên, nó để cho chúng ta là cái nút play the animation đó nè, click vô đây thì nó sẽ phát thử cái chuyển động cho chúng ta, trong đây là chuyển động hạt không à. Rồi ok ha, thì tôi nói sơ thôi ha, tại nói chi tiết cái này nó cũng hơi mất thời gian, tại một số cái chữ tiếng Anh cũng thông dụng là các bạn đã biết rồi. Play đó chú nghĩa là phát liên tục đây nè, còn nhấn chữ plus đó là nghĩa là phát từng lần một, mỗi lần bạn nhấn thì nó phát một lần một thôi, thấy chưa. Nào, cái này là liên tục, cái này là từng lần một. Rồi còn từ số 0 đến số 9 này á, chính là mỗi cái cảnh ha, mỗi cái cảnh nó sẽ là một số đơn vị. Ví dụ như là chút bạn sẽ biết cái này, mỗi cảnh này là gì. Rồi mỗi cái yếu tố á. Rồi tiếp tục xuống tới đây là nó sẽ có cái dòng đây nè, basic là những tham số cơ bản để ta chỉnh, motion là liên quan tới việc chuyển động, timeline là cái thanh thời gian. Rồi, cái này thì thanh thời gian thì thôi bỏ qua đi, không có gì. Cái visual này là những cái hình ảnh ta giống như là Photoshop mà bạn dùng sử dụng những cái cọ vẽ chúng ta vậy ha, sử dụng những cái cọ vẽ nó như thế nào á, thì bạn click vô đây có ba cái tùy chọn là ba cái nhóm basic, color hay là complete đó. Tương ứng với mỗi nhóm thì bạn có nó sẽ hiện những cái thư mục con bên trong, ví dụ như nhóm basic thì nó sẽ có cái gì, nó sẽ có cái gì ha, thấy chưa. Tương tự có cái nhóm color thì nó sẽ có những cái gì bên trong, thấy chưa. Nhóm color này chúng ta dùng nhiều lắm tại vì nó có đầy đủ hết những cái hiệu ứng chúng ta cần, ví dụ như là Burst này là những cái dạng mà phát quang nè, cái này là dạng năng lượng nè, chơi game bạn nào chơi game 2D nhiều sẽ biết ha. Còn fire là lửa nè, phép thuật nè, nhưng bạn nào chơi game mà có phù thủy á, thì sử dụng những cái hiệu ứng phép thuật là người ta sử dụng những hiệu ứng này. Cái phần mềm nó làm sẵn là bạn chỉ click vô thôi. Star là ngôi sao, complete là linh hoạt này, vòng tròn, những cái tia lóe sáng nè, chúng ta đổi màu được hết à. Dạng compact á, impact á, là dạng giống như là ai một cái nhân vật chơi game mà đó mà gồng năng lượng lên hay là làm gì đó bạn, hay là cái vòng bảo vệ á, thì sử dụng cái này. Rồi này giống như là khi mà một cái nhân vật chơi game mà hai nhân vật nó đấu nhau, nhân vật này nó chưởng các bạn, nó chưởng ra cái tia lửa gì đó, nó sử dụng cái hiệu ứng này. Này là smoke là khói thuốc ha, khói thuốc lửa. Này là ngôi sao,
Rồi, physics là tính chất vật lý, bên đây là tính chất vật lý, còn bên đây là attractor là cái lực hấp dẫn, lực hút á. Đó, cơ bản là biết rồi ha. Giờ ta sẽ tới chi tiết từng cái sơ sơ nè. Thì mặc định cái này nhìn cái ô bên tay trái này thôi ha, nó sẽ phát ra những cái hạt đỏ đỏ như này, rồi những cái hạt á. Thì bên đây cái cột đây là min, là cái số nhỏ nhất, mắc là cái số lớn nhất. Còn cái chữ này là đại khái giống như là cái tăng tốc lên ha, tăng tốc độ lên, tăng gấp mấy lần so với những cái phía trước, là tăng cấp số nhân á, đại khái gì. Rồi bạn sẽ thấy là giả sử như cái speed là cái tốc độ nè bạn, mặc định đang là tốc độ nhỏ nhất là 3, speed là tốc độ, direction là cái hướng, angle là cái góc, radius là cái bán kính lớn nhỏ của cái hình tròn tròn này đỏ đỏ này, lai là cái thời gian tồn tại của nó, nghĩa là nó xuất hiện tại thời điểm bao nhiêu giây, rồi sau đó nó sẽ kết thúc là bao nhiêu giây. Lai rồi tao làm thử anh, nói tới đây thôi, rồi làm thử rồi mới đầu nói tiếp những cái phía sau. Ví dụ như giờ tao muốn cho cái tốc độ nè, speed nè, từ 3 đến 3 nè, tao tăng lên. Thì đấy, để chỉnh sửa những tham số này đó, thì nó sẽ có ba cách. Một là bạn lướt chuột cháy bằng ray, cách thứ hai là bạn dùng cái con lăn chuột bằng ray, lăn chứ, dùng con lăn chuột bằng lăn thì nó cũng thay đổi tham số. Cách thứ ba là để nhập chính xác á, thì bạn lướt chuột phải, bất kỳ tham số trong đây bạn lướt chuột phải thì nó sẽ ra được cái bảng để chúng ta nhập chính xác cái số vô đây. Như tôi muốn nhập hình số 7 nè, nhấn số 7 sau đó nhấn ok hoặc enter. Thấy chưa, thì đây nó sẽ thêm chữ hình số 7. Tôi thường sử dụng con lăn chuột. Còn cái số nào mà nếu có số lẻ thập phân quá, không phích mấy mấy á, thì tao mới sử dụng lít chuột phải để nhập số chính xác vào đây. Ví dụ là 0.1, thấy chưa, ra 0.1. Rồi xong ha, xong cái viết xong được cái phần mà phím tắt để chúng ta nhập vô đây. Rồi lưu ý ha, mỗi lần bạn thấy tôi lít chuột phải là nó ra cái bảng này, lít chuột phải với cái tham số nào đó. Rồi ví dụ như cái tốc độ tôi cho từ 3 cho tới tới 8 nè, thấy chưa, nó rất là nhanh. Tôi nghĩ là sẽ có ngẫu nhiên một cái hạt đỏ nào đó di chuyển trong cái khoảng từ 3 tới 8, lấy số nào cũng được, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gì cũng được, trong cái khoảng này đó. Cái này số thấp nhất, cái này số lớn nhất vậy thôi. Anh giờ thấy tốc độ chuyển động chậm chưa? Rồi chúng ta tiếp tục nha. Cái direction là cái hướng bạn, cái hướng mặc định của cái vòng tròn của ta là như cái hướng là 360 độ bạn ha, 360 độ. Thì cái hướng nó sẽ bắt đầu từ đâu bạn? Hướng nó bắt đầu từ đây nè. Tương tự như chúng ta học toán học các bạn, tại cái tọa độ này là bằng không nè, thì nó sẽ xoay ngược chiều kim đồng hồ ha, xoay ngược chiều kim đồng hồ nè, đó không nè, đây là 90 độ, đây là 180, đây là nó cứ thế là tăng lên, đây là 180 độ tăng lên tới đây, quay đủ vòng là 360 độ, ok ha, dễ mà. Nó thì ví dụ như hiện tại nó đang là từ 0 tới 359 là xây hết, nó xuất phát hết tất cả mọi hướng. Bạn hãy giảm hướng, là ví dụ như tôi muốn nó giảm trong cái khoảng lít chiều phải này, trong khoảng 90 độ. Rồi ở đây cũng cho 90 độ luôn. Bây giờ nó sẽ đi một cái hướng thẳng đứng luôn, tại vì nó chỉ là góc 90 độ thôi, đúng một hướng 90 độ thôi. Ví dụ ta không muốn 90 độ, từ 90 độ tới 180 độ đi. Nó thì nó phát ra cái góc là đây nè, đây là 90 độ nè, đây là 180 độ, nó phát cái góc này. Dễ mà ha. Rồi cái angle này là bỏ qua đi, cái này có gì đâu. Rồi tiếp tục, radius là chỉnh cái bán kính thôi bạn, bán kính lớn nhỏ. Ví dụ như bạn muốn cho những cái viên bóng bóng đỏ này, những cái bi viên hình tròn đỏ này to lên thì bạn tăng lên cái số nhỏ nhất là nhiêu, số lớn nhất là nhiêu vậy thôi. Dễ mà, kích thước bán kính ha. Còn cái apply là cái thời gian tồn tại của những cái viên đỏ này, mặc định là 30 là nó sẽ mắc, 30 gram gì đó thì nó sẽ biến mắc. Bạn cho nó tăng cái thời lượng lên thì nó sẽ dài ra, nó sẽ tồn tại lâu hơn. Còn bạn muốn chỉnh là thời gian ha, apply là thời gian tồn tại của nó, nghĩa là nó xuất hiện một chút là nó sẽ biến mất nè, chút một xíu là biến mất à, tại vì nó chỉ có 15 frame thôi. Phần tăng lên thì nó sẽ tồn tại lâu. Rồi cái shape này là mặc định là phần mềm để hình tròn ha, để cái shape là hình tròn, bạn hãy chỉnh thành hình vuông, nó vuông, chỉnh cái bán kính nhỏ nhỏ xuống như bạn dễ thấy. Thấy chưa, pixel là những hạt li ti đó bạn, nhưng mà thường ta sẽ làm cái circle ha. Rồi còn cái blend mode là chế độ hòa trộn, tương tự như Photoshop, ví dụ như normal là bình thường, nhưng mà thường ta sẽ chọn chế độ là additive, nghĩa là nó sẽ cộng ha, nghĩa là cái này nó cộng với cái màu kia, hai màu cộng lại thì nó sẽ sáng, còn subtract là trừ, hai màu cộng hai màu trừ với nhau, rồi những cái còn lại thì bạn cứ để mặc định. Còn cái này là chúng ta sẽ tăng số lượng hạt nè, bạn thấy số hạt nó ra nhiều chưa, đó đây là number nè bạn, number particle là cái số lượng hạt.
tăng lên là 8 đó, bạn phải giảm xuống thì số hạt nó giảm xuống thôi. Rồi, còn đây là cái số bớt, nghĩa là mỗi lần chúng ta nhấn cái nút này nè bạn, thì nó sẽ ra bao nhiêu hạt á. Thì bạn muốn tăng cái số lượng lên thì bạn nhấn đây. Bây giờ mỗi lần nó sẽ ra nhiều hạt, mỗi lần chúng ta bớt, bớt là mỗi lần chúng ta nhấp chuột, thì chúng ta sẽ tăng cái này. Mặc định phần mềm thì nó chỉ để 1 thôi. Bây giờ mỗi lần chúng ta bấm 1 thôi. Rồi, còn lại thì bạn bỏ qua cái nào quan trọng thì tôi mới nói thôi. Cái này là phân bố cái số lượng hạt này, mặc định là bằng 0 nè. Cái này nó sẽ phân bố, ta cho tốc độ bằng 0 nè. Nghĩa là đứng yên tại chỗ, nó không chuyển động. Cái này ta sẽ phân bố cái số hạt trải đều cái bề mặt chúng ta luôn, theo phương width là theo phương ngang hay là theo chiều cao. Đó, nó không có tốc độ hay nó đang là bằng 0 hết nè, bằng 0 không hết nè, nghĩa là đứng yên tại chỗ. Chúng ta có thể sử dụng cái hướng này để làm những cái hạt bokeh mịn màng di chuyển như thế này. Đó, ha, làm những hiệu ứng như thế này đẹp ha. Rồi, cái delay là cái độ trễ của nó, dù bạn muốn cái hạt này nó xuất hiện á trễ như nào, như là cái đợt 1 thì nó xuất hiện, rồi đợt 2, đợt 3, đợt 4, mỗi đợt nó sẽ cách nhau khoảng thời gian bao nhiêu bạn tăng này lên, chứ nó không còn liên tục nữa, bạn thấy chưa. Tôi lấy ví dụ ha, tôi bỏ hết chân này đi, tôi tăng cái tốc độ này lên, tôi tăng cái hạt này lên, rồi bạn sẽ thấy là các hạt đó nó đang xuất hiện một cách rất là liên tục, lần thứ nhất rồi tới lần thứ hai liên tục. Khi mà tao tăng cái delay lên nè, bạn sẽ thấy nè, cái lần thứ nhất với cái lần thứ hai á, mỗi lần nó sẽ có cái khoảng thời gian chậm lại, làm cho số hạt xuất hiện ít hơn. Đó, đó là cái delay ha. Delay tiếng Việt ta là chậm lại. Rồi, emitter là hạt đây. Ok ha. Rồi, giảm số hạt xuống. Chúng ta tiếp tục tới phần máu xanh. Máu xanh là làm chuyển động ha. Ví dụ như đây nè, đây là chuyển động đường path, nên hướng dẫn bạn phím tắt nè. Chữ on to left chuột phải để tạo ra cái đường path. Đó, đường path cho cái hạt nó sẽ chuyển động theo hướng này. Còn nếu giữ on left lít chuột trái thì sẽ di chuyển cái đường path này. Còn nếu mà hoặc là chọn hay di đường path, hoặc là khi bạn chọn như những cái này, bạn nhấn phím delete thì nó sẽ xóa nè. Nó để hướng dẫn ta phím tắt luôn nè. Chọn những này nó delete xóa. À, nhưng mà không ít sử dụng này lắm. Rồi, nếu bạn chọn những cái điểm đó thì bạn sẽ xóa những cái điểm này. Xóa hết thì nó quay lại bình thường. Rồi, trong cái motion này chúng ta sẽ quan tâm cái phần mà chuyển động bên đây nè. Bên đây nó sử dụng nhiều rồi bạn. Đây là làm cho cái đối tượng nó sẽ chuyển động theo phương ngang. Thấy chưa? Bạn nhìn cái tâm nè, cái tâm nó sẽ chạy qua ngang qua trái phải nè. Cái số hạt hơi nhiều, bạn thấy hơi bạn thấy chưa? Bạn thấy cái đường chuyển động là theo phương ngang nè, đúng không? Cái motion là theo phương ngang, còn tăng này là chuyển động theo phương dọc nè. Cái điểm xuất phát á, cái điểm xuất phát nó chạy theo phương dọc từ trên xuống nè. Nó chỉ đơn giản thôi. Còn cái circle này là di chuyển động theo cái hướng vòng tròn. Cái điểm xuất phát nó sẽ chạy vòng vòng nè. Nó chạy vòng vòng theo đường tròn, giống như con lăn chuột tôi, cái con chuột tôi đang xây nè, nó sẽ chuyển động vòng tròn gì. Nó là chỉnh cái này. Cái này là phương ngang, này là phương dọc, cái này vòng tròn. Cái điểm mà xuất phát những cái điểm này là bạn, nó sẽ xây vòng vòng. Nè, bạn tăng lên nào. Bạn thấy nó xây vòng chưa? Chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi. Còn những cái streamline này bỏ qua, còn đây là những cái phần hiện tại nó đang là hình tròn đúng không? Bạn muốn chuyển thành hình gì thì bạn chọn những cái chì chọn này, pixel nè, những hình ảnh nè. Ví dụ như tôi chọn một cái hình gì ha, ví dụ như tôi chọn những cái hình này đi. Đó. Thì hiện tại nó cái số lượng rất là nhiều nên nó che luôn cái màn hình của bạn rồi. Thì bạn hãy giảm cái số lượng bên đây nè, giảm bên đây nè bạn. Giảm bên đây xuống. Bên đây nó sử dụng số rất là nhỏ. 0.1 cái gì thôi. Thấy chưa? Ví dụ trường hợp bạn không có nhập được chính xác lít chuột phải dưới đây, tôi nói rồi, lít chuột phải dưới đây. Nhập tham số là 0.1, 0.2 đó. Những đối những cái con số mà nó nhỏ quá thì lít chuột phải vô cái chỗ đó, nhập con số chính xác. Ok ha, nó. Rồi bạn chọn một hình nó bất kỳ tùy bạn. À, tôi đang chọn cái basic ha, lưu ý tôi mới chọn basic đây. Đây là cái phần những cái logo của Facebook như là. Những cái này thì bạn cho nó xuất hiện đúng một chỗ thôi. Nhưng mà thôi cái này người ta ít dùng lắm. Ta sử dụng cái color này nhiều nè. Color nè. Tạo ra những cái ánh hào quang bạn. Nó hay là những cái lăng năng lượng dòng xoáy nè. Thì bạn muốn nó đứng yên ở chỗ thì bạn bỏ cái phần tốc độ đi, yên tại chỗ thôi. Và nó sẽ to nhỏ, bạn cho cái chế độ ngẫu nhiên to nhỏ là nó sẽ là bán kính nè. Thấy chưa? Bán kính nè. Rồi bạn hãy chọn hình nào đó tùy bạn không thích, hình nào đó thì bạn lít chọn thôi. Thấy chưa? Lít chọn nó, bạn chỉnh lại cái phần tốc độ này cho nó tăng lên chút.
nếu bạn muốn cho nó rung rinh, còn không mà muốn đứng yên tại chỗ thì bạn chọn bỏ tốc độ hết, tốc độ bằng không hết là nó đứng yên tại chỗ. Bạn tăng lên thì cái này nó sẽ hơi rung rinh tí ha, nó cái tốc độ nó chuyển động vậy thôi. Bạn muốn hình nào đó thì tùy bạn. Với lại cái nền đang hiện tại đang cái nền sọc caro ha, bạn muốn chuyển cái màu nền nó thì quên, chút tôi nói sao, chút tôi nói cái vụ đó sao. Rồi bạn phải lưu lại thì nó mới hiện ra những cái thuộc tính bên đây nữa. Rồi qua cái này đi. Cái này chúng ta tăng giảm cái số lượng lên nè. Ha, thấy chưa? Tăng giảm cái sự mà biến dạng nè. Theo phương ngang, x là theo phương ngang, y là theo phương dọc. Nhưng mà chúng ta phóng lớn nè. Rồi, cái physics là cái phần tính chất vật lý thôi. Nè, gravity là trọng lực, nó sẽ hút. Hút theo hướng nào? Hút theo hướng là mặc định đang là bằng 0 tới 359 độ là bạn, nghĩa là nó hút theo tất cả mọi hướng. Bạn muốn chỉnh cái hướng nó bị hút hướng nào thì bạn chỉnh giống như tương tự như nãy ta chỉnh cái phần góc xoay direction vậy thôi. Đó. Thì bạn muốn nó bị cái lực hút nó mạnh hay nhẹ thì bạn chỉnh đây. Thấy chưa? Chỉnh ở đây. Còn bằng mặc định là như là bằng 0. Bằng 0 là không có trọng lực, không có lực hút. Rồi còn nếu bạn muốn nó bị hút tại tâm á thì bạn chỉnh cái này, tăng này lên. Tại tâm là tại chỗ chuột bạn á, lít chỗ nào thì tự động nó sẽ hít chỗ đó. Những cái hạt chúng ta sẽ bị hít chỗ đó bạn. Lưới ha, attractor là cái lực hút, giống như lực hấp dẫn á, hấp dẫn giữa hai quả táo á. Chúng ta học rồi á, thì bạn lít chuột nào, chỗ nào thì nó sẽ bị hút chỗ đó. Rồi. Giờ cái file chúng ta chưa lưu bạn, thì bạn phải lưu lại thì nó mới hiện lên những cái thuộc tính bên đây. Bây giờ tôi thử tôi tạo ra cái file mới đi. Xóa Z. Trường hợp bạn thấy cái phần mềm này cũng hay bị lỗi lắm, mà thấy nếu bị lỗi thì bạn cứ tắt và mở lên lại thì nó sẽ hiện ra những cái hạt bên đây lại, hiểu chưa? Rồi tôi sẵn tôi nói thêm những cái này luôn. Dù tôi đang ở cái thì chọn là số 0 nè, thì chọn số 0 nè, nó thì tôi đang có cái tại cái điểm số 0 nè, cái đối tượng số 0 đi, nói gì cho bạn dễ hiểu. Thì cái đối tượng hạt số 0 này thì nó đang có màu đỏ đúng không? Bạn hãy click vô trong, chúng ta đang thao tác trong cái particle nè. Render là giúp tôi hướng dẫn render ra, xuất là kết quả, color là chọn màu. Effect thì những cái này thì bỏ qua đi, nó chung chung thôi. Chuyển sang trắng đen nè. Khi kết quả ta sẽ xuất ra dạng trắng đen. Nó biết sơ sơ thôi. Rồi, quan trọng với tôi là ba cái này với cái này, ba cái này thôi. Color là đổi màu. Màu đây thì nó sẽ chia làm ba màu ạ. Ba màu. Một cái này là cái màu lúc nó xuất phát, lúc nó mới được sinh ra, rồi lúc nó duy trì và lúc nó kết thúc, nó biến mất thì nó sẽ là cái gì? Ba màu nè. Nó. Ví dụ như tôi cho cái gì? Cái tốc độ nó hơi tăng tí đi bạn, cho nó cái hạt ta dài ra tí. Như lại cái màu tao cho cái thứ thước cái hạt nó to tí cho bạn dễ thấy cái màu nó. Rồi. Cái màu giả sử tôi muốn cho xuất phát, thường tôi cho xuất phát là có màu là chọn cái này, chọn cái đầu tiên. Cái màu tôi cho nó màu trắng. Nó mà thấy chưa? Cái điểm xuất phát là màu trắng hoặc là điểm xuất phát là màu đen. Thấy chưa? Rồi tiếp tục tới là màu. Ví dụ tôi làm ngọn lửa đi. Ngọn lửa thì cái điểm xuất phát nè, post nè, thường ta sẽ là cái màu vàng. Rồi. Và cái điểm duy trì nó là cái màu màu cam. Rồi còn cái điểm kết thúc nó là cái màu chọn cái đít nè, là cái màu hơi cam tối ha, tối tối. Nó cái màu này là màu cho màu đỏ, cho lộn xích lên cho màu đỏ. Nó ok ha. Số hạt hay ít, tôi sẽ qua đây tôi cho tăng cái số hạt lên cho nó giống cái đám lửa. Rồi, nếu cái đám lửa thì nó không thể nào mà tùm lum vậy. Bạn lưu ý là tập trung cái ô ở giữa này nè, cái ô này nè, ô pixel render thôi. Đây mới là kết quả ha. Cái ô ở giữa mà là cái ô kết quả. Rồi, thì cái đám lửa chúng ta sẽ là không có phải phát tán ra mọi hướng vậy. Tùy theo cái hướng bạn muốn, dù bạn muốn nó chỉ là cái đám lửa phát sáng lên trên thôi. Thì bạn sẽ chỉnh lại cái góc nó. Cái góc nó là từ khoảng ít lại. Thấy chưa? Chỉnh lại cái bán kính đó mà. Cái khoảng cách tôi nói bạn rồi. Ngược chiều kim đồng hồ ha. Đây là cái góc này là ngay tại vị trí là 0 độ nè. Nó đi một cái đường vòng nè. Vòng hết cái này là 360 độ. Thì tương ứng với đây nè. Từ 0 độ tới 360 độ. Nó. Thì tôi đang cố tình giới hạn cái góc là chỉ khoảng này thôi. Cái đốm lửa khoảng này thôi. Nó. Thấy chưa? Vậy thôi. Dễ mà. Thấy chưa? Được tạo được cái ngọn lửa như này. Thấy dễ chưa? Bạn muốn đám lửa mà nó cao lên thì bạn tăng tốc độ lên thôi, tăng cái này lên. Nó lửa nó sẽ bừng lên. Còn màu đám lửa thì bạn đã chọn đây rồi. Cái màu nó sinh ra là cái màu cam, duy trì là màu đỏ và kết thúc là cái màu đỏ đậm. Mà kết thúc là cái màu cam và đậm. Nó, vậy thôi. Đơn giản ha. Rồi,
cái nền, ví dụ như cái nền này bạn thấy khó nhìn thì bạn bật cái này lên, cái nền đang là màu đen nè, bạn hãy chọn cái nền khác cũng được, nhưng mà tôi thường để màu đen. Cái nền này chúng ta dễ thấy thôi chứ không quan trọng. Khi chúng ta xuất ra thì những cái này hiệu ứng này là ảnh PNG thì nó sẽ không có màu nền. Lưu ý là ảnh PNG không có màu nền. Thì bạn hãy tạo được cái hướng cháy lửa đó. Tạo nhiều hướng khác lắm, bạn hãy học thêm. Nước rồi mưa, mây, gió, bộ khói, bụi rồi lắm chứ. Rồi. Không có thời gian thì bạn cứ sử dụng những cái file của tôi đi cho mau, rồi sau đó sử dụng những file của tôi, bạn muốn chỉnh sửa gì chỉnh, chỉnh chút chút, chỉnh một chút chút tí thôi. Ha, chứ không phải là các bạn sử dụng làm ban đầu giống như tôi nãy giờ tôi làm bạn. Là các bạn phải tự suy nghĩ ra thì cái cách làm thì nó hơi khó. Các bạn cứ sử dụng những cái file mà của tôi nãy tôi nói á, bạn chỉnh sửa đôi chút tùy bạn. Rồi. Ví dụ như bạn đây là cái cách ta dựng lên á, dựng motion là chuyển động nè. Bạn, chúng ta cho cái đường ngửa này nó sẽ di chuyển qua trái phải. Đây nè, theo phương ngang. Thấy chưa? Theo phương dọc nè. Theo cái độ xoắn nè. Xé vòng tròn. Ok ha, dễ cũng dễ mà. Xem lại bỏ ra, còn đây là chọn hình dạng đây. Hình dạng của cái hạt nãy ta chọn hình dạng hạt tròn, còn nãy giờ tôi nói rồi bạn muốn chọn hình hạt gì đó bạn chọn những cái này. Cái này nó hơi lớn quá, bạn hãy chỉnh cái kích thước này nó nhỏ lại. Thường cái này ta lít chuột phải đây chỉnh nó khoảng 0.1 hay là 0. mấy thôi, 0.1 thôi. Tại nó rất là to nó, thấy chưa? Vậy thôi, bạn muốn tăng cái số lượng lên thì tăng này lên. Ghê chưa? Nhưng mà tăng quá thì nó hay bị giật máy. Rồi ok ha, nó phí xịt từ, ví dụ như bạn chọn cái này á, thì cái điểm bằng lít chuột á, thì nó sẽ bị hút hút vô chỗ đó, nhà chắc hút. Rồi sau khi ví dụ như bạn làm xong được cái hiệu ứng này, ví dụ ha, bạn đồng ý cái hiệu ứng này rồi á, thì bạn sẽ chọn màu rồi luôn á, đồng ý cái việc chọn màu luôn rồi á, thì đây nó sẽ có những cái bảng màu nè, nhưng mà mặc định thì tôi khuyên bạn nên để màu này đi, nó sẽ có những cái bảng màu tùy chọn đây, thì bạn hãy tự chọn nè, nó thấy chưa, để nó chọn ta bảng màu cho dễ thôi. Còn nếu bạn quen chọn màu giống tương tự Photoshop thì bạn để chế độ non này, cái bảng màu này tương tự Photoshop. Rồi sau khi làm xong nó đồng ý hết rồi, mà chúng ta sẽ thực hiện cái việc render thử cái hiệu ứng này ha. Click vào cái nút render nè, bạn sẽ nhấn vào đây cấu hình những cái tham số này. Nếu bạn không có chỉnh sửa gì thì tôi khuyên bạn nên để mặc định ha, 60 frame đây. Muốn chỉnh thời gian dài ra thì bạn tăng cái số frame này lên. Rồi click vào đây, nó sẽ render bên cái ô thứ ba này. Rồi khi chúng ta xuất ra cái kết quả sẽ được là cái ô thứ ba này nè, nó cái ô thứ ba này bây giờ nó hiển thị như thế nào á, thì cái kết quả ta được y chang như cái này, cái hiệu ứng giống gì. Rồi bạn hãy tạm dừng, nhấn nút này tạm dừng hoặc nhấn nút này để nó phát. Rồi giờ ta sẽ lưu trong cái file này vô cái máy tính ha, lưu cái kết quả này ra. Thì export nè, nó sẽ có 4 tùy chọn. Thứ nhất là tùy chọn PNG này á, là chỉ xuất ra một tấm ảnh thôi, thì cái này chúng ta không dùng ha, không dùng này, tại vì nó chỉ xuất ra một tấm ảnh thôi. Rồi bạn muốn xuất ra mà cái tài nguyên mà cho những cái bạn mà làm game á, những bạn làm lập trình game á, thì bạn sẽ xuất ra định dạng này. Đây, xuất lên dạng này đây. Thì ở đây nó 60 frame đúng không? Tương ứng với 60 bức hình, 60 tấm ảnh á. Bạn để cái tùy chọn này, bạn xuất ra thì nó sẽ ra 60 tấm ảnh nè, 60 frame. Đây nè, nó xuất ra được 60 frame. Rồi bạn muốn xuất cái tùy chọn ảnh GIF á, là ảnh chuyển động như nãy tôi cho, nãy giờ tôi cho bạn xem á. Nãy giờ tôi cho bạn xem những cái ảnh này nè, là ảnh GIF á, ảnh chuyển động á, nè. Nó là ta sẽ xuất ra được cái ảnh này. Này là bức ảnh này, định dạng GIF nè. Rồi còn một cái này nữa là cái những bạn nào lập trình game thì sẽ biết hơn, gần hơn tôi. Cái file JSON ha, dùng cho những bạn lập trình game là tạo chuyển động dạng test đó, cho những bạn làm lập trình thôi. Còn bình thường nếu mà bạn mà xuất tài nguyên cho những bạn làm game thì chỉ cần nhớ cái tôi tùy chọn này thôi, lưu ý. Rồi xong các bạn, cái hướng dẫn này chỉ đơn giản như thôi. Còn các bạn muốn học thêm á, học thêm về cái phần mềm này thì bạn hãy click vô cái chữ help nè, chọn hai cái này nè, Twitter của hai này. Rồi, tôi kết thúc vô này thôi. Tôi là Tú Phan, đang dẫn bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.